chúc quý vị nghe nhạc Phật thân tâm được an lạc, hạnh phúc an lành, và xin ấn chuông đăng ký ủng hộ kênh. Tuy mình hát không được hay, nhưng tâm mình muốn truyền đạt đến quý vị những bài nhạc Phật hay và thật ý nghĩa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật.